Rồi xin chào cả nhà nha. Thì cả nhà cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á gửi đến á cô dì chú bác và anh chị và các bạn gần xa một ngày á được dồi dào sức khỏe nha. Thì cả nhà ơi, ngày hôm nay á mình vẫn tiếp tục đi lấy mật ong rừng nha cả nhà. Thì ngày hôm nay á cả nhà đi lấy mật ong rừng mà nhưng bắt mấy cái ổ cũ lại cả nhà ơi. Mấy ổ mình bắt nay cách cũng hơn nửa tháng rồi cả nhà, 20 ngày rồi. Đó, thì ngày hôm nay cũng đi với anh Trầm cả nhà ơi. Đây. Okay. Cho cả nhà xem. Rồi, chào cả nhà nha. Đó. Ở này bỏ hổm nó, đống anh em mình te tối ra nó làm có đuốc không lộ. Ổ này bỏ hổm quýnh lộ luôn. Bỏ hổm ổ này quýnh dữ lắm luôn nha cả nhà. Trời bỏ đuốc không lộ. Trời bỏ đuốc luôn. Thì mình đứng ở dưới mình quay nha cả nhà. Cái ổ này thì quýnh bỏ hổm mà cả nhà cũng biết rồi, cái ổ này thì cái nhánh nhỏ tít rồi cả nhà ơi. Kìa, cho cả nhà xem kìa. Đó cả nhà thấy không? Nó hơi mờ mà hơi mờ nha cả nhà. Bữa nay nhìn thấy cái ổ cũng khá để bay qua cái nhà, nó hơi quơ nha cả nhà, thông cảm nha. Nó cả nhà thấy không, nó cả nhà thấy nét cái coi, nó cả nhà đang thùi lùi đó cả nhà thấy không, mạnh xà ná luôn đó cả nhà, hết thương cái ổ không, khỏi nói cái ổ luôn rồi. Bên này nó cũng hơi mờ cả nhà, ổ kìa, ổ khổng lồ luôn nha cả nhà, hết sức luôn. Vô nó đã thì mình cũng đứng dưới đất mình quay nha cả nhà. Hôm nay thì nó bự mà với cái mặt nó hơi phì phì cả nhà thấy không? Đó, nhìn thấy cái chớn phì phì đó. Rồi để hai anh em trang bị đồ nghề rồi lên bắt cả nhà ơi. Anh Trầm lên bắt nha. Anh chứ Săn Bắt Vĩnh Long không có lên nha cả nhà. Lên nha cả nhà. Kìa. Nó. Mình ở dưới. Hôm nay quay cái hơi cận cảnh chút nha cả nhà. Đó thấy không? Rồi nó đem cho phải cũng quên. Đó. Cái này không bỏ luôn. Đó, nó bay đó cả nhà. Đang cảnh sát luôn cho cả nhà xem. Quá trời đuốc tắt cả nhà. Buồn dữ lắm mà. Có mặt không anh? Có. Ổ này nó bự kìa cả nhà. Ít chứ không nhiều không á. Ừ, ít. Nay cũng ít cả nhà, nhìn thấy nó làm ra quá trời mà nó. Không nhiều bằng bữa hổm. Sấy kìa. Sấy kìa. Đó. Bữa nay nó hiền hơn bữa hổm cả nhà ơi. Hiền hơn. Nó chết rồi. Qua cỡ rồi cả nhà. Hơi lâu cả nhà ơi, nhà cũng thông cảm nha. Trời ơi gì vậy? Bị quay luôn. Đó cả nhà thấy cái nhánh không, có chít à, chít rồi cả nhà ơi. Kẹo lên cây luôn, quay luôn. Bữa nay nó hiền cả nhà. Có lúc lắc gì cả nhà, thông cảm nha. Bữa nay quay bằng cái điện thoại cả nhà ơi. Quay điện thoại vậy không? Khó chẹo nè. Lên đây sát bên cận cảnh cho cả nhà xem luôn. Kìa, nhánh rồi kìa. Bên đây con trời ơi, chạy kẹo vô vậy hả? Đó đại ca kìa cả nhà. Đó nó cục mặt ngoài đầu ngoài đó cả nhà, nó bu quá trời bu luôn kìa.
nó nhánh cốc rồi cả nhà thấy không, nó giòn gụm mà. Ủa không, khổng lồ. Này mặt ít ha. Ít. Này là như hết nguồn mặt cái gì sao đâu. Không tháng này. Ừ. Ôi ôi khói. Nó cọt con dây vậy mới ra được cả nhà ơi. Giờ đút cái đâu đây? Nó cũng hiền anh đây. Nó còn không đánh đổi. Nó khô trời. Khô không? Khô rồi. Trời ơi, kìa có cái nhánh, kìa có cái nhánh bên ta trái anh kìa. Ừ. Ở ngoài ở trong kìa, chân đầu con giò anh kìa. Nói vậy nghe không ông sao? Không được hả? Ngay đó không được hả? Nói vậy nghe không ông? Em qua đâu có được đâu. Có đưa con giò anh vô ơi. Anh quay cái ngón giò ở trong nè. Ờ ai biết anh treo đâu á, anh treo. Khó lắm à, nhanh nhỏ nó khó nghe nha. Sao bị khô trời. Khô không anh? Không có nhiều. Không có nhiều hả? Không có xì mặt chứ, cắt không thấy xì chứ. Con không nè. Xuống thì sửa lại. Ừ, xuống sửa lại. Qua wow, trời luôn rồi. Khô luôn rồi. Ê, chảy đâu dữ vậy? Chảy tè tè à. Khô rồi, chảy hả? Chảy. Trời ơi, có nhiêu đó. Ít xíu hả? Ít quá để lại cho ăn. Ừ. Ít quá cho ăn đi. Thấy ngon quá, thấy phì quá mà nó ít ha. Chạy kèo. Bắt sâu sửa cái bắt sâu trong cái dĩ lại nha cái nhà. Đóng cái nhánh cốc nhìn thấy ác thiệt. Nhánh này không có cọng dây rồi thôi. Vô phương. Nhánh không có cọng dây là vô phương luôn. Nhánh cốc rồi kìa nha. Nè thấy không? Đó. Có bằng cầm tay à. Rồi cái sức người mình 40-50 kg mình lên đó thì thôi, khỏi nói rồi. Con dây em luôn ha. Rồi mình có mình đi công dây mình sử dụng nữa đó. Bữa nay hiện ha anh Trầm. Bữa nay do quá đuốc. Phải không? Bữa nay mình chuẩn bị trước hết rồi. Ừ, bữa hổm bị quýnh bành luôn đó cả nhà. Ổ này hổm ngựa quýnh sưng tay chân luôn đó. Để thao giày cây xuống ở nhà này mặt cũng hơi ít. Để nửa lít à. Nửa lít hả? Nửa lít. Nửa lít cũng được. Hôm lít hay nửa lít? Hôm lít. Bữa hôm lít nha cả nhà. Bữa hôm lít cũng còn dư. Bữa nay á là nửa lít. Nó bu lại rồi đó. Ồ, thao dậy cho anh kìa cả nhà. Đó. Thấy không? Cực khổ vậy đó. Cái cốc này mà cái nhánh này á, gặp cho cao ở nước cưa luôn đó nha. Chứ không có đường nào hết trơn. Vì gì thấp mình còn miễn cưỡng mình gán ra được đó nha. Chứ mà cao cái là gọi luôn, khoảng chừng 10 m, 5 7 m, 10 m gì đó gọi xong luôn. Không bao giờ nào. Cây kia còn xa hơn này nữa. Cái ca kia mới khó nữa. Ừ, hồi còn ca kia nữa. Mà ca kia chắc không biết sao đây. Hên xui nha cả nhà, quay được quay cũng được thôi nha cả nhà. Ừ, nếu chia sẻ cho cả nhà xem được thì xem, còn không được cả nhà cũng thông cảm nha. Đó anh xuống rồi đó cả nhà. Đó. Rồi để đi qua cho cả nhà xem cái thành quả cái thành quả là coi coi. Nè. Ôi gì đâu vậy? Ủa cái này chạy kẹo ấy. Phải không rồi nè. Được nửa lít rồi cả nhà. Lũng chắc vậy. yếu nữa đấy. Phải đây. Này con không à? Con nè nhà thấy không? Ba con ong này mình tháo ra mình thả nha cả nhà, tháo ra mình thả nó.
cả nhà ơi, bây giờ thì nếu mà cái đi xuống dưới bắt cái ổ dưới đó cả nhà được thì mình quay mình ghép vô luôn nha. Còn nếu mà cái ổ kia thì nếu mà quay không được thì mình đăng một cái ổ này, up video lên một cái ổ này cho cả nhà xem nha. Nếu mà cả nhà xem thì cả nhà cũng thông cảm dùm kênh Săn Bắt nha.